Ủa thầy ở chùa nào hả thầy ha? À, dạ, ở cái đoạn là chùa Hải Quang ạ. Hải Quang. Hải Quang là ở quận mấy thầy? Đó chỗ là quận Tân Bình. Tân Bình. Hải Quang, quận Tân Bình. Hôm nào mình có dịp thăm thăm viếng chùa ha. Ủa sao mà tự nhiên tới đây thầy đi bộ lại hả? Đó. Thầy đi trước hả? Không, là đó bên Mỹ Mát thôi. À, không thầy, thầy tới đây rồi chứ thầy đi bộ lại đây. À. Tại vì để người ta họ còn lấp đất xuống nữa hả? Dạ. Lấp đất xong rồi mới bắt đầu hộ niệm đó. Dạ, không mình hộ niệm từ đây Sài Gòn xuống đấy. Dạ đúng rồi, dạ, tới đây cái bắt đầu chờ lấp đất. Dạ, rồi mình hộ niệm tiếp. Dạ. Gần ngay Soạn Giả Viễn Châu luôn nè. Đúng rồi. Soạn Giả Viễn Châu. Phía sau ha. Phía sau mộ. Mộ của Soạn Giả Viễn Châu. Dạ. Cũng là gần mộ của ngày Chủ Tú Vũ Linh. Đi từ từ mộ của cậu Năm Vũ Linh xuống ở đây có chút xíu à. Mình là thầy tổng với thầy ở trong chùa. Dạ. Thầy trong chùa. Thầy tổng với thầy trong chùa nó khác nhau gì đó. Thầy tụng là thầy là khác hả thầy hộ em thầy chùa đi vậy thầy đang thu hút cả nhà ơi thầy thầy từ thành phố Hồ Chí Minh quận Tân Bình thầy đến đây để hộ niệm cho một người mới vừa mất. Đây là nấm mộ của người mới vừa mất cả nhà. Đây là cát, cái đây gọi là thường hay gọi là cát sạch hay sao ấy cả nhà. Đó, đây là cát mà để vô mộ nè. Ở đây có cái hay nè cả nhà. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng đèn ở mộ. Hay ha. Hay ha. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây thì ban đêm nó hấp thu năng lượng, bắt đầu sáng nó có cảm ứng rồi nó mở ra hay sao. Hay nha chú ha. Cái này là tối nó cảm ứng xong cái tối tối là nó cảm ứng nó sáng lên hết ta. Nó làm điện vô tối nó sáng. Thấy một bên tấm này có chút xíu gì mà thấy hay ha. Không ý con nói là cái năng lượng này nè, nó nhỏ nhưng mà nó phát ra được cái đèn này nó sáng á. Hay á. Nó có cái bụi nó lưu điện. Dạ. Cái này làm ở mộ con thấy hợp lý ha, hay. Không nghe đi. Nghe được gì đâu. Đọc gì đó luôn. Yeah.
Ở đây thì ngày nào cũng có đám tang hết trơn cả nhà. Nó là nghĩa trang mà, hoa viên của tỉnh Bình Dương, gần mộ cổ năm Vũ Linh. Thì thật sự mà nói, khi mà gặp đám tang thì rất cũng nhìn rất là đau lòng. Hoa màu trắng nhìn nó tan tóc, rất là buồn đúng không cả nhà. Ở phía đây thì thầy, ba sư thầy đang tụng hồi hướng cầu siêu cho người mất ở đây, nguyện cho hương linh ở dưới mộ này được vãng sanh, được siêu thoát cả nhà ơi. Ở đây thì chia sẻ một phần của cậu năm Vũ Linh ở đây á, thì cũng em cũng lâu lâu cũng có thời gian quay mộ của những người mất ở gần gần đây cho cô chú anh chị xem cái phong tục, những cái tục, cái lễ ở đây là như thế nào. Thì đây là một cái người cũng bình thường thôi, mộ bình thường thôi cả nhà. Ở đây được an táng ở đây. Khi mà người còn sống thì nhà cao cửa rộng, nhưng mà khi mất rồi thì chỉ nằm dưới một cái lỗ như thế này thôi cả nhà. Nguyện cho hương linh được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Để em sẵn em đi qua vòng vòng cho cả nhà xem ở ngoài này. Ở phía đây là mộ của những ngôi mộ lân cận, gần mộ của cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đây cả nhà. Ở đây có một ngôi mộ đặc biệt này cả nhà. Sao mà vì sao mà không có mộ ta? Có nhiều, ở đây có nhiều cái ngôi mộ mà ngộ lắm ha. Sao ở đây không có mộ? Mộ này nó lên cỏ rất là lâu rồi. Đó. Chỉ là một nấm đất gì cây thi như thế này cả nhà. Vì sao không có cái nấm mộ giống như bao người khác, mà mộ này thì em thấy cũng khá là lâu rồi. Chỉ có một tấm bia như thế này thôi. Mất năm 2022, tháng 9, 2022. Nếu mà tháng 9 này, 2023 thì được một năm. Và giờ này mới có tháng 5 thôi. Thì còn 4 tháng nữa là giáp năm cái mộ đây rồi. Cỏ đã mọc lên tùm luôn cả nhà. Không biết vì sao mà lại chưa lên mộ ha. Không hiểu được, không biết được luôn. Mà nằm giữa trời chưa nắng như thế này thì nhìn thấy cũng thương cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Sư Lợi Bồ Tát. Nguyện cho hương linh ở dưới mộ này
ông Phạm Văn Cứ, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1954, nguyên quán ở Đoàn Xá, Kiến Thị, Hải Phòng, từ trần ngày 30 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 5 tháng 9 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 69 tuổi, được vãng sanh, được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì vô đây gặp mộ cả nhà, gặp mấy con mộ, ngôi mộ như thế này nè, nhìn rất là thương. Thì có những lời hồi hướng thôi, em nghĩ là hồi hướng của cái lời hồi hướng đơn giản đơn sơ của em thì cũng là gọi là ấm lòng thôi cả nhà, chứ em không phải là một người cao tăng đắc đạo hay gì. Những lời hồi hướng đó nó cũng ấm lòng thôi cả nhà. Nhìn thấy tội quá, chỉ một nắm đất thôi đã gần giáp năm rồi mà chưa có mộ. Thôi mình đi tiếp cả nhà ơi. Chia tay với lại ông thì bây giờ mình đi tiếp qua bên đây. Bên đây có đọc kinh luôn. Wow, để em qua đây em cho cả nhà xem ngôi mộ này nè. Ngôi mộ này có cái nhà luôn, có cái mái che thấp ngộ đó cả nhà. Để em coi, có một điều đặc biệt này em cho cả nhà xem. Wow. Ông đây ở Bình Dương cả nhà. Ông mới mất đây thôi, ngày 16 tháng 3. Ông hưởng thọ 84 tuổi. Ông mới mất được đây 2 tháng đây cả nhà. Mộ thì cũng rất là đẹp ha. Ở đây có lẽ là cả nhà thấy ha, có một đôi dép nè. Chắc có lẽ là đôi dép này của ông á, ông yêu quý và ông hay đi thường xuyên đi đôi dép này. Và ông chạy xe với cái nón bảo hiểm này. Ở đây có một cái nón bảo hiểm nè. Đó. Thì em nghĩ là ở đây là do cái nón bảo hiểm đó ông yêu ông quý á, nên người nhà đã đặt cái nón bảo hiểm này ở đây. Biết cái sở thích của ông á, nên em nghĩ là sẽ đặt cái nón bảo hiểm ở đó. Ở đây có nhang. Ôi, có nhang thắp nén hương hả cả nhà. Thắp nén hương. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện cho hương linh Đoàn Văn Chanh, sinh năm 1938, mất ngày 16 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 84 tuổi, được vãng sanh. Nguyện cho hương linh được Phật dẫn dắt, tiếp dẫn hương linh về cảnh nước bàn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quá, ở đây thì mộ này em thấy là lạ, nên đến đây gọi là chia sẻ cả nhà mộ của cái nón. Rồi mình đi tiếp về mộ của Nam Vũ Linh nữa cả nhà. Đi trên con đường này, ở đây phải ngôi mộ không mà sao thấy có tấm chiếu để đây ta. Cái này là cái gì vậy? Ở đây mộ là mộ không luôn, quá trời mộ luôn. Nó bên kia thì chị Tuyết Nhung đang rửa cả nhà. Nó chị Tuyết Nhung bên đó. Rồi để đi vào đây coi cái mộ này có một ngôi nhà nè, có gì lạ không? Có gì lạ không? Chia sẻ đến cả nhà coi. Thường thì cả nhà thấy đây là cái mái che ha, mái che thấp thấp gì nè. Là mà mộ ở đây là mộ đơn chứ không phải mộ gia tộc, nên nếu người nhà mà đây, nếu mà người nhà mà muốn cho mát á, thì phải thuê như thế này nè. Nó có cái gói giá một năm, một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó cả nhà, thì nó có cái giá hết trơn ha. Wow, ở đây mộ ở đây có mấy cái ghế đá, bàn đá nữa. Đó. Đây. Khá là nhiều ha.
nghĩa trang mà nó mộ khá nhiều thì nghe là có lẽ là quá bình thường đúng không cả nhà. Đó, con đường này dẫn đi tới vào khu mộ bên trong, khu mộ gia tộc rồi đó. Đây, đây em thấy có một ngôi mộ của nhà thơ nè. Ở trên đây có cuốn sách em nghĩ là nhà thơ, nhà văn gì đây nè. Đây, lại đây coi thử cả nhà. Mà mộ này độc lạ nè. Mà để em coi coi gì lạ không. Nhà văn đâu đó. Ở ngôi mộ này sao mà được làm bằng một cái loại đá ngồi cả nhà. Wow, này chắc xưa lắm rồi. Để em coi coi. Nhà văn Thái Vũ Bùi Quang Đồi, ngày sinh năm 1928 tại Quảng Trạch, Quảng Bình, là giáo viên trường Lục Quân Quảng Ngãi, giáo sư trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam 1957, chuyên viết về tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Tác phẩm chính là Cờ Nghĩa Ba Đình, Biến Động, Giặc Chài Voi, Huế 1985, 1885 chứ, Thành Thái, Người Điên Thế Kỷ Thứ 20. Wow, không biết cô chú anh chị nào có biết nhà văn Thái Vũ Bùi Quang Đồi này không cả nhà. Cả nhà nhìn ngôi mộ đây, được làm bằng một cái loại đá mà giống như cổ xưa vậy cả nhà. Em không biết đá gì, gạch đó. Đó nè, giống như là nó bị mục nát vậy, nhưng mà em nghĩ là cái kiến trúc nó như vậy hay sao đó. Nó giống như mộ của nhạc sĩ Văn Còn vậy đó cả nhà. Giống giống vậy, cái loại đá này là giống giống vậy nè. Mà ông đây là giáo viên trường Lục Quân Quảng Ngãi, cũng là giáo sư trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là một nhà sáng lập Hội Nhà văn Hoa Việt Nam năm 1957, chuyên viết về tiểu thuyết lịch sử của Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng là Cờ Nghĩa Ba Đình, Biến Động, Giặc Chài Voi, Huế năm 1885, Thành Thái, Người Điên Thế Kỷ Thứ 20. Đó. Thì em thấy cái ngôi mộ lạ lạ, chia sẻ cho cả nhà ha. Không biết cô chú anh chị nào, chắc nếu mà biết thì cô chú anh chị sẽ lớn lớn tuổi mới biết chứ, hoặc là có học qua những tác phẩm như thế này đó, mới biết. Còn em lịch sử thì em mù màu rồi. Rồi mình đi tiếp coi có gì đặc biệt không cả nhà. Bên đây mộ thì không có gì đặc biệt ha. Mộ ở đây thì ở Long An cũng có được đặt tượng mộ đơn giản thôi. Ở đây kỹ thiên tế vạn tế gì đẹp ha cả nhà. Buổi chiều giờ này mát rồi. Rồi mình đi vô mộ của cậu Năm Vũ Linh thôi cả nhà. Đây là mấy cây cao, dòng xây chỗ này là không biết gọi là dòng xây gì nữa mà nó rất là to. Đó, cậu Năm Vũ Linh bây giờ thực sự mà nói cả nhà, phải nói là rất là mọi người quý lắm, linh thiêng lắm cả nhà. Ai đến đây cũng đều phải ngưỡng mộ, bái phục cậu Năm là số 1. Cậu Năm Vũ Linh là số 1. Kìa, có khán giả vô viếng nữa kìa cả nhà. Đây. Thôi cả nhà, em chia sẻ video gì thôi. Chia sẻ cái mấy cái đám tang ở gần mộ cậu Năm Vũ Linh đó. Em xin chào, tạm biệt, hẹn cô chú anh chị và những các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào, bye bye cả nhà.